Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học bài cuối cùng của học kỳ 1, bài thường hành 5 trùm bày trang tính của em Bài thường hành 5 gồm có các bài tập sau đây Bài tập 1 Điều chỉnh độ gọng của cột, độ cao của hàng, chèn thêm cột và hàng, sao chép và di chuyển dữ liệu Bài tập 2 Tìm hiểu các trường hợp tự điều chỉnh của công thức khi chèn thêm cột mới Bài tập 3 thực hành sao chép và di chuyển công thức và dữ liệu Bài tập 4 Thật hành tràn và điều chỉnh độ rộng của cột, độ cao của hàng. Bài tập 4 là phần giảm tải, em có thể tự tìm hiểu. Ở bài thực hành này cũng không có thao tác nào mới để ghi nhớ, nên cô sẽ vào phần hướng dẫn thực hành. Bài tập 1, điều chỉnh độ rộng của cột, độ cao của hàng, chèn thêm cột và hàng, sao chép và di chuyển dữ liệu. Ở sách giáo khoa trang 54. Em khởi động chương trình bản tính Excel, mở bản tính bản điểm lớp em đã được lưu trữ trong bài thực hành 4. Câu A, chèn thêm cột trống vào trước cột D là cột vật lý để nhập điểm môn tin học như hình minh họa trên hình 1.55A. Để cho em dễ hình dung, thì đây là hình bảng điểm lớp em ở bài thơ hành 4. Ở bài thơ hành 4 bảng điểm lớp em em sẽ thấy có 3 cột toán, vật lý, ngữ văn không hề có môn tin học. Và đây là hình 1.55A. Như em thấy, hình 1.55A này có thêm một cột tin học nằm ở phía trước cột vật lý ban đầu. Em sẽ thực hiện thao tác chèn thêm cột ở phía trước cột vật lý. Và thao tác thực hiện thì em xem lại ở bài số 5. Em nhớ là em phải chèn thêm cột theo đúng vị trí mà đề bài yêu cầu. Nếu mà em chèn ở một vị trí khác, ví dụ như đằng sau cột vật lý hay là đằng trước cột toán là sai vị trí. Lúc đó là em chưa làm đúng cái câu A này. Còn đối với những bạn trình bày trên tập thì em sẽ ghi lại thao tác chèn thêm cột em sẽ xem lại ở bài số 5 thao tác chèn cột là thực hiện những cái bước nào ở đây có ví dụ chúng ta chèn thêm cột tinh học thì chúng ta sẽ ghi bước 1 chọn cột em sẽ chọn cột gì em sẽ ghi trực tiếp vô chứ em không ghi chọn cột chung chung ví dụ như em chọn cột d cột e hay cột f gì đó em sẽ ghi đúng vị trí của cái cột đó vô bước 2 nhấn chuột phải chọn insert hoặc cách khác em chọn cách nào cũng được ngay chỗ bước 2 nhớ là bước 1 em sẽ ghi cái cột cụ thể mà em chọn vô bước 1 sẽ quyết định em đúng hay sai phần này vì bước 2 là giống y chang lý thuyết rồi câu B chèn thêm các hàng trống và thực hiện các thao tác điều chỉnh độ rộng của cột độ cao của hàng để có trang tính tương tự như hình 1.55A trở lại hai hình bên đây em quan sát chữ bản điểm lớp 7A ở trên bài thành số 4 nằm ở hàng số 1 còn chữ bảng điểm là 7A Ở hình 1.55A là nằm ở hàng số 2 Và ở trên hàng số 2 này Hàng 1 là một khoảng trắng Và hàng bên dưới hàng thứ ba cũng là một khoảng trắng Hàng số thứ tự họ tên nằm ở hàng thứ tư Trong khi đó hàng số thứ tự họ tên ở bài hầm 4 nằm ở hàng thứ hai Vậy là hàng 1 và hàng 3 đã được chèn thêm vào Em sẽ thực hiện thao tác này Còn đối với những bạn làm trên tập em cũng sẽ làm tương tự giống như chèn cột Em cũng sẽ ghi B, chèn hàng. Ở đây có hai hàng thì em sẽ ghi từng hàng. Đầu tiên là hàng 1. Hàng 1, bước 1, chọn hàng. Em sẽ chọn hàng nào em ghi tên của hàng đó ra, hàng 1, hàng 2 hay là hàng 3, em sẽ ghi tên hàng đó ra. Bước 2, nhấn chuột phải, chọn Insert. Em cũng làm tương tự đối với chèn hàng số 3. Tiếp theo, câu C. Trong các ô của cột G là cột điểm trung bình, có công thức tính điểm trung bình của học sinh Hãy kiểm tra công thức trong các ô đó để biết sau khi chèn thêm một cột công thức có còn đúng không Điều chỉnh lại công thức cho đúng Em ơi ăn Ở hình 1.55A chúng ta có cột điểm trung bình Với điểm thứ nhất của bạn Đinh Vạn Hoàng An Điểm trung bình là 7.8 Nhưng mà ở bài hành 4 Điểm trung bình của bạn Đinh Vạn Hoàng An là 7.7 Vì hiện tại công thức điểm trung bình của bài hành 4 chỉ tính 3 cột điểm toán, vật lý, ngữ văn. Còn điểm trung bình tại hình 1.55A là điểm tính cho 4 cột toán, tinh học, vật lý và ngữ văn. Nên em quan sát cột điểm trung bình, nếu thấy điểm bị sai, em sẽ chỉnh lại cho đúng. Còn các bạn làm trên tập, em sẽ không cần làm câu này. Câu D. Di chuyển dữ liệu trong các cột thích hợp để có trang tính như hình 1.55B. Sau khi làm xong, em lưu bản tính lại. Đây là hình 1.55B. Để cho em dễ hình dung, cô sẽ để hình 1.55A ở bên đây. Ở hình 1.55A, cột tinh học nằm ở cột D. Và hình 1.55B, cột tinh học nằm ở cột F. Vậy là em sẽ di chuyển cột tinh học từ cột D sang cột F Đến đây nhiều bạn sẽ bói gói là không biết sẽ di chuyển cái cột tinh học này sang cột ép như thế nào Nếu bây giờ em di chuyển cột tinh học sang cột ép Thì cột ngữ văn nó lại mất Nên trước tiên em sẽ di chuyển một trong ba cột tinh học vật lý hoặc ngữ văn Sang một cái cột khác ngoài cái bảng này Cái bảng này là tới cột G là kết thúc Ví dụ cô sẽ di chuyển cột tinh học sang một cột khác Ngoài bảng điểm này là cô sẽ di chuyển cột tinh học sang cột H sau khi em di chuyển cột tinh học sang cột H thì cột D sẽ trống Lúc này em có thể di chuyển vật lý và ngữ văn lên D và E để cho tương ứng với hình 1.55B Sau đó em di chuyển cột tinh học sang cột F Kết thúc thao tác đó em sẽ được bảng điểm y như hình 1.55B Ở đây đề không nói nhưng sau khi em di chuyển các cột để có như hình 1.55B Em cần phải xem cột điểm trung bình có bị thay đổi hay không. Nếu cột điểm trung bình từ 7.8 mà trở thành một cái điểm khác, thì em sẽ sửa lại công thức của cột điểm trung bình đó. Phần này hơi gói đối với các em làm trên tập. Nên nếu em làm trên tập, em có thể bỏ qua câu này. Còn nếu em có thể làm được câu này, thì tốt. Bài 2 Tìm hiểu các trường hợp tự điều chỉnh của công thức khi chèn thêm cột mới Ở sách giáo khoa trang 55 Tiếp tục sử dụng bản tính lớp em Câu A Di chuyển dữ liệu trong cột D Tức là cột vật lý Tạm thời sang một cột khác và xóa cột D Sử dụng hàm thích hợp Để tính điểm trung bình 3 môn Toán, ngữ văn, tinh học Của bạn đầu tiên trong ô F5 Và sao chép công thức để tính điểm trung bình của các bạn còn lại Câu B. Chèn thêm một cột mới vào sau cột C. Và sao chép dữ liệu từ một cột tạm thời, tức là cột vật lý, vào cột mới được chèn thêm. Kiểm tra công thức trong cột điểm trung bình có còn đúng hay không. Từ đó hãy rút ra kết luận thêm về ưu điểm của việc sử dụng hàm thay vì sử dụng công thức. Câu C. Chèn thêm một cột mới vào trước cột G là cột điểm trung bình. Và nhập dữ liệu công nghệ để có trang tính như hình 1.55C kiểm tra tính đúng đắn của công thức trong cột tính điểm trung bình và chỉnh sửa công thức cho phù hợp. Hãy rút ra kết luận khi nào chèn thêm cột mới công thức vẫn đúng. Bài này khá phức tạp đối với các em làm trên tập. Nên nếu được, em có thể ghi từng bước chi tiết những phần em thực hiện. Nếu không, em thực hiện đơn giản trên máy tính hoặc là em hỏi bạn em kết quả của những phần này sau khi được di chuyển sao chép sẽ như thế nào và em ghi lại kết luận vào trong tập. Đối với những bạn làm trên máy tính, em sẽ ghi phần kết luận thẳng vào trong Excel hoặc em ghi vào trong tập và chụp hình lại, cách nào cũng được. Bài tập 3. Thực hình, sao chép và di chuyển công thức và dữ liệu sách giáo khoa trang 56. Phần A, tạo bảng tính mới với nội dung sau đây. Em sẽ gõ hình 1.56 vào trong Excel. Và sau đó em sẽ thực hiện câu B. Sử dụng hàm hoặc công thức thích hợp trong ô D1 để tính tổng các số trong các ô A1, B1 và C1. Câu C. Sao chép công thức trong ô D1 vào các ô D2, E1, E2, E3. Quan sát kết quả nhận được và giải thích. Di chuyển công thức trong ô D1 và ô G1 và công thức trong ô D2 và ô G2. Quan sát kết quả nhận được và rút ra nhận xét của em. Câu đề Ta nói sao chép nội dung của một ô hay một khối vào một khối có nghĩa rằng sau khi chọn các ô và nháy chuột vào lệnh copy, ta chọn khối đích trước khi nháy chuột vào lệnh paste. Đây là câu giới thiệu thao tác, em không cần phải làm gì ở phần này. Phần dưới đây mới là yêu cầu của đề bài. Em hãy sao chép nội dung của OA1 vào khối H1, G4. Sao chép khối A1, A2 vào khối A5, A7, B5, B8, C5, C9. Ở đây khi người ta yêu cầu sao chép dữ liệu từ một ô và một khối thì ban đầu em sẽ chọn một ô. Sau đó em nhấn copy, sau đó em sẽ chọn nguyên một cái khối đó rồi em sẽ nháy nút Box để dán dữ liệu đó vào. Quan sát các kết quả nhận được và rút ra nhận xét của em. Ở phần này, những bạn nào không có máy tính hay làm điện thoại không có chương trình bản tính để sử dụng thì sẽ rất là khó khăn. Thì những bạn đó em có thể hỏi bạn của mình kết quả ra được là bao nhiêu thì em có thể tự nhận xét cho mình. Chẳng hạn như em hỏi bạn em ở câu D, bạn sao chép nội dung ô A1 vào khối H1 G4 thì khối H1 G4 hiện gì trên đó? Thì em có thể ghi là nhận xét của phần đó. Tương tự như vậy, ở câu C em cũng hỏi bạn em, sau khi thực hiện cái thao tác theo đề bài yêu cầu, bạn nhận được kết quả là gì? Từ đó em có thể rút ra nhận xét của mình. Còn ở câu B em sẽ ghi công thức tính ra. Nhưng bài thực hành này thiên về thao tác đó. Nên nếu mà em có điện thoại, cố gắng tìm một cái chương trình bản tính nào đó để em có thể thao tác được trên cái điện thoại đó, không nhất thiết phải là Excel Em có thể tìm trang tính của Google hoặc các chương trình bản tính khác Em chỉ cần gõ chương trình bản tính vô để tìm Điện thoại của em đến những chương trình đó cũng không thể nào tải được Thì em cố gắng những câu nào có công thức liên quan tới lý thuyết Thì em làm những câu đó Trường hành 4 có một bạn báo với cô là bạn không thực hành được trên Excel Bạn không biết trình bày vào tập như thế nào trong video hướng dẫn của bài thợ hành 4 cô đã hướng dẫn trình bày vào tập Có vẻ như bạn không xem nhưng Cuối cùng bạn chỉ điền lớp, họ tên và bấm nút gửi cho cô Thì đương nhiên bạn sẽ không có điểm cộng nào của bài thợ hành 4 nên các em rút kinh nghiệm Nếu em coi video rồi mà em không hiểu cách trình bày Hoặc em sợ trình bày sai như thế nào đó Thì em có thể trình bày mẫu ở trên giấy nháp Sau đó em chụp hình lại và hỏi cô xem Trình bày như thế này bài của em đã ổn rồi hay chưa đó là phần cô nhắc nhở em luôn để chuẩn bị cho kiểm tra 15 phút thực hành của tuần này. Bài tập 4, thực hành chèn và điều chỉnh độ rộng của cột, độ cao của hàng, sách giáo khoa trang 56. Đây là phần giảm tải, em có thể tự tìm hiểu. Cô sẽ để đề bài ở đây để em không có sách mà muốn làm vẫn có thể làm được. Bài thực hành năm đến nay được kết thúc. Sau đây cô sẽ hướng dẫn em làm bài kiểm tra 15 phút thực hành. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn em làm bài kiểm tra 15 phút thực hành. Tức là bài đánh giá thường xuyên, bài thứ hai. Và em lưu ý, những bài trong phần hướng dẫn này không phải là đề kiểm tra. Cô chỉ tìm ví dụ để hướng dẫn em cách thức thực hiện và cách thức em làm bài, nộp là bài. Đầu tiên, cô sẽ hướng dẫn cho những bạn làm và gửi bài bằng file Excel. Mỗi lớp em sẽ có một link gửi bài riêng nên khi em bấm vô một cái link nào đó em chú ý ở cái phần tiêu đề em coi phải lớp của em hay không đúng lớp của mình rồi thì em mới bắt đầu gửi bài bên dưới phần chọn lớp cô cũng sẽ cho em chọn lại lớp của mình một lần nữa và lúc này cũng chỉ có một lớp xuất hiện đó là lớp của em mà thôi em thấy đó không phải là link của lớp mình thì lập tức thoát ra và các em lưu ý đây là bài đọc file nên em sẽ copy cái địa chỉ đường link ở trên trang web lớp học sang tab khác của trình duyệt web để em làm. Còn nếu em mở trực tiếp trên trang web lớp học, em sẽ không thêm file được. Lúc đó em sẽ không gửi bài được. Tiếp theo, ở phần họ tên, họ tên em ghi đầy đủ họ tên của mình có dấu. Nhiều em trong lần kiểm tra trước, em không có ghi dấu họ tên của em nên rất là khó giao điểm cho em. Phần ghi chú. Nếu em cần giải thích gì đó về bài làm của mình thì em có thể ghi chú ở phía trên đây. Còn nếu không em để trống. Em nào ghi linh tinh trên đây cô sẽ trừ một điểm Phần quan trọng nhất Đề bài Phần trên đây là bản tính Câu A sẽ luôn luôn yêu cầu em là nhập bản tính như trên Thì em sẽ nhập lại toàn bộ bản tính này Phần này ít nhất là 3 cho tới 5 điểm Nên khi nhập dữ liệu vào Excel Em nhớ nhập chính xác tầng cột để không bị mất điểm nếu mà em nhập thiếu cột, dư cột hay là như thế nào đó mà trình bày không đúng y như cái phần này thì em sẽ không hưởng trọn được cái số điểm của câu này. Tiếp theo sẽ là những câu yêu cầu em tính điểm của những phần nào đó chẳng hạn như ở đây. Sử dụng công thức thích hợp để tính điểm trung bình của các bạn lớp em trong cột điểm trung bình. Những công thức thì em nên chú ý đề bài. Đề bài có yêu cầu em sử dụng hàm hay không? Nếu mà đề bài không yêu cầu em sử dụng hàm thì em có thể sử dụng công thức bình thường được còn những câu mà yêu cầu em tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất thì nhớ đó là sử dụng hàm không phải là điền số lớn nhất và số thấp nhất vào cái ô đó và câu cuối cùng sẽ là lưu bản tính và em sẽ lưu bài này với tên gì bây giờ cô nói luôn em sẽ lưu bài đó với tên như sau theo cấu trúc danh số rồi tới họ tên rồi tới lớp ví dụ Em danh số 1 tên Hoài An, em ở lớp 71 thì em sẽ ghi là 01 gạch nối Hoài An gạch nối 7A1 và những phần gạch nối này có khoảng cách 01 khoảng cách sau đó tới dấu gạch nối là khoảng cách tới Hoài An và em cứ làm tiếp cho tới 7A1 ở trên cái đề hướng dẫn này cô chỉ cho ví dụ ngắn gọn ba câu hỏi nhưng mà khi em làm bài thì sẽ có nhiều hơn 3 câu hỏi Do đó đừng chủ quan nghĩ là cô hướng dẫn em chỉ có 3 câu Thì điều đó có nghĩa là khi làm kiểm tra là 3 câu Không phải như vậy Khi làm kiểm tra chắc chắn sẽ hơn 3 câu Và khi em làm bài xong thì em sẽ nhấn vào nút thêm tiệp Em sẽ chọn cái file của mình và thêm vào Sau đó nhớ bấm nút gửi để hoàn tất bài làm Trong quá trình làm bài bữa nay em làm không kịp em làm mới có một phần và em chuẩn bị qua wow, ngày mai em làm tiếp thì em có thể tắt cái trang này đi sẽ không ảnh hưởng gì hết qua hôm sau em cứ vào trang này và làm tiếp sau đó thêm tiệp và bấm nút gửi đi còn những em nào trong quá trình làm bài em đã nộp bài rồi em phát hiện là em đã đặt sai tên hay là em phát hiện ra em đã làm sai cái gì đó thì em có thể làm lại và nhớ ở phần ghi chú em ghi chú cho cô biết nếu không cô sẽ chọn bất kỳ một bài nào đó mà em đã gửi nhiều lần cô sẽ chấm thì tới lúc đó là cô cũng không biết là cái bài nào là cái bài cuối cùng của em thì em nhớ ghi chú nếu em nộp từ lần thứ hai trở đi em nhớ chú ý ngày khóa bài này có nhiều bạn đợi tới ngày cuối cùng để làm cái ngày đó bị cúp điện hay cái gì đó dẫn tới nộp rễ tới lúc đó cô sẽ trừ bớt điểm của những bạn đó đi Rồi nếu mà em có lý do chính đáng thì em cứ nhắn cho cô cô sẽ nhận bài của em và không trừ điểm phần thứ hai hướng dẫn dành cho những bạn không làm trên Excel được các em sẽ làm một phần trực tiếp ở trên cái đường link mà cô gửi cho em đề của các em và đề của các bạn làm trên Excel đều giống nhau chỉ có khác là các bạn làm trên Excel đường link sẽ phân theo lớp còn các em thì đường link không phân theo lớp nên em cần phải để ý cái tiêu đề Tiêu đề sẽ ghi là kiểm tra 15 phút thực hành dành cho học sinh không làm được trên Excel. Nếu em không làm được trên Excel, em sẽ chọn cái link này để mở lên và làm bài. Lớp danh số, họ tên, em sẽ điền như cũ. Nhớ là danh số chỉ cần điền số thôi, đừng ghi chữ vào. Đến phần bài làm, câu đầu tiên sẽ luôn luôn yêu cầu là em hãy nhập bản tính sau đây. Vì em không có Excel để nhập nên em sẽ kẻ lại bản tính này vào tập sau đó chụp hình lại và gửi lên trên đây sau này sẽ có nút thêm tiệp em bấm vào nút đó và chọn hình ảnh của em đã chụp sau đó bấm gửi lên để nút thêm tệp này không bị lỗi em không mở trực tiếp link này ở phía trên trang lớp học em sẽ copy cái link này qua một cái tab khác của trình duyệt web rồi mở lên lưu ý hình mà em chụp em cần phải đổi tên của nó theo cấu trúc như sau danh số họ tên người lớp ví dụ Em tên là Hoài An, ở lớp 71, danh số 1. Thì em sẽ ghi là 01 gạch nối Hoài An 7A1. Mỗi phần gạch nối là đều có khoảng cách hết. Em nhớ là cần phải đặt tên như vậy để cô có thể tìm được hình của em một cách dễ dàng. Và em nhớ là em sẽ kẻ theo đúng cái bảng mà đề cho. Em đừng thêm cái gì ngoài đề bài. Đề bài để hình như thế nào em kẻ lại cái hình y chang như vậy là em sẽ được điểm của câu này Tiếp theo sẽ là những câu yêu cầu lập công thức Chẳng hạn như ở đây câu thứ hai Đề yêu cầu sử dụng công thức thích hợp để tính điểm trung bình của các bạn lớp em trong cột điểm trung bình Ở bản tính trong câu 1 Thì mọi công thức ở những câu phía sau sẽ đều liên quan tới câu 1 hết Bây giờ đề yêu cầu sử dụng công thức để tính điểm trung bình Đề không nói là công thức hàm hay là công thức bình thường Thì em có thể lập công thức hàm hoặc công thức bình thường thì cách làm cũng giống như mỗi khi khi em làm trên tập thôi, em sẽ ghi công thức ra. Chẳng hạn ở đây OF3 của bạn đầu tiên là bạn Đinh Vạn Hoàng An. Thì em sẽ ghi câu trả lời là F3 bằng và em ghi cái công thức tính điểm trung bình ra. Em làm tương tự như vậy cho những ô còn lại. Và nhớ là ghi cả đáp án ra. Và các câu khác yêu cầu em tính tổng hay là tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, em cũng đều ghi công thức ra và ghi đáp án ra nhớ là ở đây có công thức thì mới có điểm còn nếu em chỉ ghi đáp án là em không có điểm đề đang yêu cầu sử dụng công thức nên nếu không có công thức là không có điểm đó là những câu thuộc về tính toán câu cuối cùng sẽ yêu cầu lưu bản tính với tên gì đó thì em sẽ ghi lại cái thao tác lưu bản tính thì lưu bản tính em sử dụng thao tác nào để em lưu em ghi lại cái thao tác đó bạn nào đã quên thao tác lưu bản tính rồi thì em có thể quay trở về bài thực hành 1, bài thực hành 2 để xem thao tác lưu bản tính là những thao tác nào và ghi lại. Cuối cùng khi làm xong thì em bấm nút gửi. Và đó là phần hướng dẫn làm bài kiểm tra 15 phút. Đó là bài đánh giá thường xuyên thứ hai của em. Nếu mà em vẫn không hiểu cách làm bài thì vào giờ học em có thể hỏi cô để các bạn trong lớp đều biết. Hoặc là em có thể nhắn qua Zalo để hỏi. Sau đây là sửa bài tập về nhà bài 5 thao tác với bản tính Để không mất thời gian, những câu nào chỉ thuộc về lý thuyết thì em có thể nhìn đáp án trên đây Còn những câu nào cần phải suy luận một tí, cô sẽ giải thích cho em Đầu tiên là từ câu 1 đến câu 5 Thì câu 1 đến câu 5 sẽ có câu số 2 và câu số 5 cần phải lưu ý Ở câu số 2, để điều chỉnh độ rộng của cột em đặt hiện thao tác nào? Đáp án 1, đưa con giỏ chuột vào đường biên bên phải của tên cột được cần điều chỉnh đáp án 2 nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột đáp án 3 cả hai đáp án trên đều sai đáp án 4 cả hai đáp án trên đều đúng câu trả lời là cả hai đáp án trên đều đúng tiếp theo câu thứ 5 em hãy chọn và sắp xếp các thao tác sau đây sao cho đúng với thứ tự sao chép dữ liệu một chọn ô muốn dán nội dung vào hai nháy nút cut trên dãy lệnh home 3. chọn ô hoặc các ô cần di chuyển bốn Chọn ô hoặc các ô cần sao chép. 5. Nháy nút bó trên giải lệnh Home 6. Nháy nút copy trên giải lệnh hôm. Thao tác sao chép thì đầu tiên bước 1 sẽ là chọn ô hoặc các ô cần sao chép. Vậy là hàng thứ tư là bước 1. Bước 2. Nháy nút copy trên giải lệnh Home Là hàng thứ 6. Bước 3. Chọn ô muốn dán nội dung vào. Là hàng thứ nhất. Bước 4. Nháy nút bó trên giải lệnh hôm. Là hàng thứ 5. Vậy là 4, 6, 1, 5 là đáp án này. Tiếp theo với sửa bài tập từ câu số 6 đến câu số 10. Thì ở đây có câu số 8 và câu số 10 cần lưu ý. Câu số 8. Trong bảng điểm dưới đây, để điều chỉnh độ gọng của cột họ tên, em cần phải đặt con chó chuột ở vị trí nào? Để điều chỉnh độ gọng của cột, em sẽ đặt con chó chuột vào đường biên bên phải của cột cần điều chỉnh. Trong trường hợp này, cột họ tên, tức là cột B là cột cần điều chỉnh thì đường biên bên phải của cột B chính là đường biên giữa B và C. Chúng ta sẽ chọn câu này, đặt tại đường biên giữa cột B và cột C. Câu số 10. OE3 có công thức bằng A3 cộng B3 cộng C3. Thực hiện di chuyển công thức này tới OE5 thì công thức tại OE5 sẽ là gì? Công thức tại OE5 sẽ vẫn là A3, B3 và C3. Vì lý do khi di chuyển công thức, địa chỉ ô trong công thức sẽ không thay đổi công thức tại E3 như thế nào thì công thức dán vào ô E5 sẽ y như vậy. Và đó là phần sửa bài của bài tập về nhà. Nếu mà em vẫn còn thắc mắc ở một cái đáp án nào đó thì em có thể hỏi lại cô. Chẳng dò, em làm bài thực hành và ghi bài. Làm bài kiểm tra 15 phút thực hành đánh giá thường xuyên theo đường link. Đường link này cô sẽ gửi ở trên trang web lớp học và cũng như là gửi trên nhóm Zalo của thanh học. Và em cũng sẽ nộp bài thực hành năm, tuần sau sẽ ôn thi học kỳ 1. Bài học đến đây là kết thúc, chúc các em học tốt.